Cái gì? Ui. Anh lấy của em những làm gì? Hôm nay em đang ngủ đây xong rồi tự nhiên cái mít nó một lồi một đống quần áo lót rồi. Cái gối của mày thì... Mày cứ đổi cái trang nó biết được nó giả mà tao có cả áo con của chị Thư đó. Áo chị Thư luôn này. Ừ. Đổ lót để cho chúng nó mặc đi. Chúng nó mặc úp vào vú vào là ấy mày bị đem đi ngửi à? Từ bây giờ là gọi là nó gọi là còi biến thái. Ở Dũng chào lại em. Quay lại em nhá. Mít chào mọi người. Cốc tía chào anh em. Thì mọi người hôm nay anh em mình lên tận tầng 3 luôn để quay một clip cho mình ngắm cảnh nhá. Còi Tokura anh em ạ. Đấy. Nhân tiện anh em ạ. Đây là mình có thể ngắm được hết đất Bắc Giang luôn anh ạ. Đấy anh ạ. Đấy anh ạ. Thì không liên thiên nữa. Thì anh em biết là ông cũng không nọ này. Mình bị anh Ngọc anh đuổi. Đấy. Cái giáp, cái cảm giác mà bị đuổi ra khỏi tem cay anh ạ. Đấy nên là hôm nay mình không phải chôn Ngọc anh ạ. Hôm nay mình sẽ chôn còi anh ạ. Đấy. Hôm nay mình sẽ nhờ mít. Đấy. Là sẽ lấy hết đồ lót của mít của tất cả chị em trong tem ấy. Đấy nhét vào cái gối của còi ấy. Đấy anh em biết còi là cưới bị lấy tay ấy. Đấy, có nghe ăn nằm trong ngủ nghỉ ấy. Anh em tôi hầu ăn cơm phải đút cho đi ỉa phải chú đít cho anh đấy. Đi chơi chim phải còi đi chơi gái cũng phải rửa chim nữa. Là họ biết đi chơi có anh ạ. Đây là hôm nay anh em mình nghĩ là một màn chôn ấy để cho anh Ngọc anh ấy chửi còi và đuổi còi ra khỏi tem là một thằng biến thái đây nhá. Đây là những cái đồ lót của mít lấy hết đồ lót ra cho anh đấy. Của em có hai cái này đâu, tí em lấy thêm. Úi, đấy nhá. Ui, con anh cho sao người yêu mặc cái quần đẹp rồi kìa. Sao lại còn quần lưới nhau, quần lọt khe nhau. Quần lọt khe nhau. Wow. Anh sỏi sao kìa. Thằng này là nguy hiểm quá nhá, nhìn mặt nguy hiểm. Đấy. Đấy, ok anh em, bây giờ mình sẽ đi lấy thêm đồ lót và mình sẽ nhét vào gối còi với đang đi vệ sinh em ạ. Đấy anh em, theo mình nhá, đi. Ok em nhá, đây thì đây là phòng của còi em ạ. Anh em chất lượng nhỉ. Xin to ra anh em ạ, đó là đi vệ sinh. Anh nên nhìn nó vệ sinh bảo mà thấy. Biết nó thằng này. Ngáo mà. Đùa mẹ, người ta thông minh thế kiểu người ta ngáo. Có ông ngáo. Bây giờ thấy nhá, đây nhá. Đây nhá. Đây tôi sẽ để lộ một cái phần ra đấy. Thì mít trở vào lên đi tìm quần áo đấy. Còi vừa nó đi vệ sinh nó tắm mà. Thế mít trở vào là đi tìm quần áo xem là còi lấy nhầm nhá. Xong rồi thấy ra là gọi cung của anh lên để bỏ anh dã ông trận nhá. Thầy đồng dã 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 dã. Ok nhá, bây giờ mình nó vào nhá. Ừ. Anh vừa tắm trong phòng tắm hả? Ừ. Anh có lấy quần áo của em không? Quần áo? Quần áo của em cũng bỏ đồ xuống đây để chuẩn bị đi tắm mà. Không, anh thấy gì? Quần áo của em ở trong nhà tắm gì? Đúng rồi. Anh có thấy đâu? Em rõ ràng. Sao em để? Anh nhấc đồ cho em xem cái gối này nào. Cái gì? Sao lại nhìn giống của em này? Của em này. Cái gì? Ui. Anh lấy của em những làm gì? Cái gì lấy? Người đâu? Mẹ em ơi, vô đây, anh còi lấy đồ của em này. Toàn rồi. Toàn thật rồi bố em mà. Lấy cái gì? Mày bị điên rồi, tao lấy cái gì đồ lót của mày làm gì? Thế tại sao nó trong gối của anh? Sao nó trong gối của anh? Bị điên à? Adu. Làm sao? Nào, đau tay. Cái gì đây? Toàn quần lót như ấy trong cái gối của tao đang ngủ, tao biết rồi. Gối nào? Hôm nay em đang ngủ đây xong rồi tự nhiên cái mít nó một lồi một đống quần áo lót rồi. Lồi một đống quần áo lót rồi. Tự nhiên lại có quần áo lót trong này. Tự nhiên lại sao lại ông lại nhét đồ lót vào gối của ông để ông ngửi à? Để ông ngửi à? Nhét làm gì mày điên nè. Chắc ông ngửi đúng không? Ngửi mày điên nè. Tao phải đi ngửi quần áo lót của mít. Ở với nhau bao lâu rồi? Chị rồi. Không yêu em anh ngửi là chốt chết rồi. Tao không ngửi. Cho tôi đây. Bỏ ra đây, em bỏ ra để làm tăng chứng vật chứng.
Mày đi gọi anh Ngọc lên đi cho anh Ngọc xem rồi xem thằng còi này. Thì mẹ mày quay quay cho anh đi gọi đi. Đấy là cái gì mấy cái đồ vớ vẩn đi. Dư dư là trường nhá. Tôi không ngờ ông lại là một cái người như thế đấy. Ông bị giả rồi. Này nhá. Nope. Bọn tôi nhá, thấy ông đau ông ốm nhá, bọn tôi chăm sóc cái thứ ông này không phải nói nhiều đâu. Đi ăn trộm một nót của mít vào đây để ngửi chứ. Tao lấy làm gì? Em quay lại hiện trường luôn. Đúng. Lại tụi tâm quay lại vớ vẩn nhưng tao không lấy nhá. Thì bây giờ thì quần áo ở trong gối em. Thế đây anh nói vài câu đi nhỉ? Đây anh em ạ, đây nhá. Là vừa đấy là... Anh gọi lấy quần áo của em đi tắm, em đi tìm. Sau cuối cùng em rồi. Thấy nó lòi ra. Kiểu lại. Nó nhiều quá nó lòi ra. Sau em mới phát hiện ra trong gối. Ôi giời ơi. Này. Thế nhưng mà anh hỏi em là sao bây giờ em thiếu thốn thế à? Mà em anh lấy điên nè. Anh làm em giả em lấy em gì mấy quần áo lớt có xê em gì. Thế nhưng mà ở trong gối em mà em chỉ có em ngủ trong này thôi. Vừa đấy là mít để quần áo ở trong kia hay là đâu mà là tự nhiên bây giờ ấy? Phòng tắm này, xong rồi tự nhiên ôi em định đi tắm thì là anh coi anh tắm trước, thì em thôi anh để cho anh coi tắm trước. Mà rồi. Thơm tạt, vẫn còn thơm. Thơm tạt thế này. Là cái gì đấy? Đấy, xem, đấy, đấy em đang ngủ nhá, tự nhiên lại có một đống quần áo lót ở trong cái gối em. Còn không biết quần áo lót áo con của ai đấy. Chắc em... mày hôm qua mày đã quên đấy mày. Không, ý là hồi nay em định đi vô tắm, em gội đầu rồi, thế em đi vô tắm. Thế là em thấy coi tắm xong đấy, em để cho anh coi tắm trước. Xong rồi em... mãi lúc sau anh còi tắm ra rồi anh còi vô phòng. Thế là em đi vô phòng tắm em không thấy đồ em đâu. Em vừa hỏi anh còi thì em thấy quần lót của em lòi ra ở cái gối này. Cái này nó lại là một cái sai này. Nhá. Cái này là em có thể minh chứng em nó quần sai. Quần lót con của mày ở đâu? Mày vừa phát hiện ở đâu? Sao có phải không? Em tưởng phải một không? Cái xem lôi lên một phải cái. Nhưng mà nó lôi ở trong cái này cái gối em đang làm là cái này hiệu của cả chị Thư sao này. Nhưng mà tao nói này, mày tắm kiểu gì mà mày mang một đống quần áo lót để mày đi tắm mày mặc cho mẹ bà. Đấy thôi. Đấy sao lại em cũng này. Lôi ra nhiều như này. Đấy tao biết đâu được. Mày sao này ở cái gối của mày? Thì em biết đâu được cái gối giờ. Thôi ông im mẹ mồm đi. Cái gối của mày thì... mày cứ đổi cái trang nó biết được rất giá mà tao có cả áo con của chị Thư đó. Đấy. Chị Thư luôn này. Ôi đeo mẹ thì cái thằng này mày biến thái à? Anh nói em biến gì dở, tay chân khèo quặp mình. Đấy, thế biến cái gì? Thế mày lấy để mày ngửi à? Ông gửi lên mình trước vào đây làm gì? Bọn nó biến thái, bọn nó hay đi trộm đồ nót của chị em phụ nữ. Lại, đừng nói tao biến thái, tao không ở biến thái mày. Không biến thái mà ở đồ nót trong gối của ông. Cãi nữa. À, anh chịu mày đấy. Đồ nót để cho chúng nó mặc đi. Chúng nó mặc úp vào vú vào là ấy, mày bị đem đi ngửi à? Anh vú vào là ấy, mày bị đem đi ngửi à? Ôi trời ơi! Đùa. Thế thì anh thì chẳng nghe là em lại đi úp vào là mũi em à? Thế cái dấu của chúng nó làm gì để cho chúng nó đi tắm? Đúng không? Mày mang đi tắm đi. Anh úp vào mồm xong anh bỏ thơm thế. Đấy. Ừ đúng rồi, đấy, mày mới úp ra. Ngu rồi. Mày. Nhưng mà em cũng làm. Ngửi gì? Mày thích ngửi những cái món này gì? Không giả. Đây anh thích ngửi, ngửi luôn đi đây. Đây. Ờ là thì anh cho nó ngửi. Em cho cái. Thôi cái mít sau đồ của em phải cất cẩn thận. Nhưng mà thật sự cất cho cả chị Thư đi, cất cẩn thận và đi tắm đi. Thật sự cái thằng biến thái này nữa lại em trông cẩn thận đi. Anh Ngọc em không phải làm gì nhá, được anh lấy tay. Mày đang tay đau không tay đau tóc bẻ. Nếu mà để một người mà biến thái trong tem này là rất nguy hiểm. Mày đang tay phụ nữ mẹ tao làm gì mà mày bảo mày là ta. Anh lấy con lát của cái tao lấy làm cái gì? Sao lại có đấy? Tao chỉ cãi nhau với anh nhá. Tao không thèm cãi nhau với mày. Cái phòng này chỉ có mày mới bảo ngủ thôi. Thì còn gì nữa? Thế anh hỏi anh bảo ấy. Bảo gì? Thì gối đây, gối của mày. Gối ông bảo đây. Mày bơ mà. Anh bảo giấu sao bên em chứ em không giấu. Mày đừng có đổi sang thơ. Anh nói đấy em có vợ con thì đâu phải bọn vớ vẩn đâu anh. Nhưng mà nói tôi thật ông gì bận hoạn cũng vừa. Mày đừng nói tao không phải tao bận hoạn. Đây là khéo mày có hiện tượng mình thích ngửi quần lót áo con đúng không? Không bao giờ có cái khéo ở xung quanh hàng xóm các thứ khéo lại anh đừng nói lên thiên đúng không? Thôi được rồi cái chuyện này giải quyết nào chẳng nhẽ bây giờ tay nó đau này nói thế thôi còn đồ có phải giữ thế lại thôi. Em hôm nay em còn bây giờ từ bây giờ là gọi là nó gọi là còi biến thái khó chết mẹ mày rồi con lại thế anh quay lại nói chuyện đi anh đừng có nói thế nó mất công mày quá tao đấy đi. Cái mít gì nó lại nghe ăn trộm bây giờ lại Thật sự tôi thật với còi nhá, tôi quá thất vọng với ông luôn đấy. Thôi chúng mày ra ngoài đi, anh em thì nó mày nhà đi. Lại tao không lấy nhá, thằng quay nhá, tao không lấy. Thôi mày
tay bên trái vừa rồi khỏe. Quá bên trái mà tay rõ ràng tay đau vẫn còn đi ra giật còn lốt các thứ mang vào đây. Anh em biết bảo em không lấy anh đừng có kiểu ấy. Ơ thì mày không lấy ở trong này. Ui giời ơi. Nếu mà thích quá thì mua cho tao đấy. Tao ấy được nhá. Nhờ bên trái. Cút quá là tao ngủ. Mẹ nó bên trái lại còn lại. Mẹ có mồm. Ơ bên trái. Anh em nhá, đây là còi bên trái em nhá. Anh cạc đến với ai? Ôi chiếc ông ấy.